Roland Thiên Tài xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Roland Viral Thiên Tài cũng như là shop nhạc cụ Roland Thiên Tài nha. Trước mặt các bạn đây là một bộ line sao kẹt H9 cộng theo mic, cộng theo đó là mic AT100. Thì hôm nay sử dụng và hướng dẫn như thế nào thì trong cái clip này Thiên Tài sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh chị em chúng ta cùng sử dụng các chức năng trên cái bộ line sao kẹt như thế này, cũng như là cách kết nối từ điện thoại ra laptop, máy tính, tivi hoặc là âm thanh như thế nào. Thì mời các bạn anh chị em chúng ta cùng xem clip Thiên Tài hướng dẫn sử dụng một bộ live sao kẹt chúng ta dùng để hát live stream, hoặc là chúng ta có thể chơi game show, hoặc là chúng ta có thể kết nối ra một dàn âm thanh lớn hoặc là những cái loa bluetooth nào đó. Thì chúng ta xem cái clip này Thiên Tài hướng dẫn nha, mời anh chị em chúng ta cùng xem cách sử dụng và cách kết nối như thế nào. Anh chị em chúng ta cùng xem cái clip này để chúng ta cùng nắm bắt rõ. Nhiều khách mua chưa biết cách sử dụng cũng có yêu cầu Tài làm một clip hướng dẫn, cho nên thì hôm nay Tài sẽ làm một clip hướng dẫn cho anh chị em chúng ta cùng dễ sử dụng. Điều đầu tiên, vô anh chị em chúng ta sẽ điều chỉnh cái nút bass này, micro bass. Đây là bass chép tùy theo mỗi giọng của anh chị em nha. Đây, bass này thì bình thường tùy theo mỗi giọng chúng ta sẽ cho lên tới con số 16 như thế này nha anh chị, 16 hoặc 18 tùy nha. Nếu như giọng nào bass nhiều thì chúng ta bớt lại, giọng nào bass ít thì chúng ta tăng bass lên. Qua lim thứ hai, từ ngoài vô qua lim thứ hai, micro barano, đây là chép. Chúng ta sẽ vặn lên tới số 18 hoặc là 16, hoặc là hết cỡ cũng được nha anh chị em. Thường thường thì Tài hát là 18. Rồi, tới phiên mức volume thứ hai, microphone volume, thì đây là ngõ tổng của micro. Khi chúng ta hát, khi chúng ta live stream thì chúng ta nên vặn vừa phải cái mức này, 12 hoặc 13 thôi. Nếu mà chúng ta mở, khi chúng ta thu live mà chúng ta mở lớn quá thì chúng ta hát cao, chúng ta hát lên những nốt cao hoặc là giọng to quá thì nó sẽ bị rè cho cái bên đối phương nghe nha các anh chị. Còn chúng ta hát live bình thường thì chúng ta có thể mở 18 hoặc 16, không sao. Đây rồi, phần đây thường thường thì Tài hát, Tài đẩy 18, Tài live stream thì Tài mở 12. Đây, hát chúng ta sẽ mở lên 18. Tới phiên mức volume thứ hai, đó là music volume, thì đây là ngõ nhạc nha anh chị em. Ngõ chúng ta mở nhạc tùy, chúng ta cảm thấy ngõ nhạc lớn quá thì chúng ta sẽ bớt lại, hoặc nhỏ quá thì chúng ta đẩy lên. Thường thì Tài hát, Tài mở cái mức volume nhạc này á, Tài mở 18 hoặc 16 tùy nha, mình cũng mở lên 18 luôn. Tới phiên cái mức volume monitor volume, đây là phần mà chúng ta đeo tai nghe để chúng ta tự hát tự nghe á. Chúng ta muốn nhỏ thì chúng ta vặn nhỏ, chúng ta muốn lớn thì chúng ta đẩy lớn lên. Phần volume này chỉ có tác dụng với phần đeo tai nghe hát tự nghe của chúng mình nha, của chúng ta nha anh chị. Thì thường thường thì Tài hát, Tài đẩy lên tới 18, đó là phần monitor, nhỏ quá thì Tài đẩy hết cỡ. Anh chị em nào thấy lớn quá thì chúng ta bớt lại tầm 16, 14 là vừa. Tài hát 14, Tài đẩy 14. Còn đây là phần recording volume, phần đây là phần thu âm. Nếu như phần này chúng ta mở lớn quá thì chúng ta sẽ thu bị rè nha. Thường thì nếu mà phần này chúng ta thu, chúng ta nên mở một nửa volume hoặc là chúng ta mở chưa tới một nửa nha anh chị. Chúng ta không nên đẩy hết cỡ thì thu nó sẽ bị rè. Rồi, phần này mình sẽ đẩy lên tầm 50%. Đó, rồi nãy giờ chúng ta đã hướng dẫn cái phần này sử dụng được rồi. Chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, đó là phần reverb. Cũng thường có những bộ để là echo, thì đây trên phần bộ live sao kẹt này nó để là reverb là echo nha anh chị, thì nó cũng tương tự như vậy. Thì thường vào giọng chuyên nghiệp thì chúng ta bớt echo như thế này, còn giọng không chuyên nghiệp thì chúng ta nên hát mức volume echo 3 giờ hoặc hết cỡ luôn cũng được, không sao nha. Chúng ta mở echo nhiều á, reverb nhiều thì chúng ta hát nó nhẹ thôi. Đó, thường thì Tài hát, Tài mở 3 giờ hoặc là 2 giờ đó, mở lên 3 giờ. Còn phần stereo này á, là đây là phần chia điều loa, chạy điều loa nha anh chị. Chúng ta có thể mở 12 giờ hoặc 3 giờ hoặc hết cỡ cũng được.
Trên cái phần sister rail này thì theo như mình cảm nhận á, ví dụ như Tài làm âm thanh lớn á, thì cái phần sister rail này á là nó có tác dụng khi chúng ta mở như vậy á, thì nó sẽ kêu một bên tai nghe thôi. Khi chúng ta mở như vậy thì chỉ kêu một bên tai nghe, nhưng trên cái bộ live sao card này á, thì Tài thấy là mở 12 giờ hoặc là hết cỡ thì Tài thấy nó vẫn kêu đều tai nghe. Cho nên là phần này chúng ta có thể mở sister rail hết cỡ hoặc là mở 3 giờ thôi cũng được, không sao. Rồi, phía trước mặt của bộ live sao card nãy giờ mình đã hướng dẫn anh chị em sử dụng, chúng ta đã nắm bắt rõ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay phần này, chúng ta sẽ sử dụng sau nha anh chị. Đây phần đây và phần bên đây là phần quan trọng, còn phần đây là những phần phụ thôi. Rồi, chúng ta sẽ bây giờ là chúng ta sẽ kết nối nè. Chúng ta sẽ kết nối như thế nào để chúng ta hát được trên một bộ live sao card, hát cho bên đối phương, hát livestream trên Facebook, hát livestream bên trên Bingo. Thì đây, đây là ngõ micro, anh chị em chúng ta thấy là ngõ micro 1, ngõ micro 2, ngõ game, ngõ live play, ngõ live in, ngõ phone, ngõ headphone, rồi ngõ live out, ngõ TV show, ngõ USB. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em nè. Đầu tiên vô chúng ta sẽ cắm phần micro vào ngõ micro 1 hoặc ngõ micro 2 cũng được. Thường thường thì chúng ta cắm ngõ micro 1 trước nha anh chị em. Rồi, ngõ micro 1, sau đó chúng ta phần phone này nè anh chị, chúng ta sẽ đeo một cái tai phone zin của hãng vào, chúng ta nghe, chúng ta vừa hát vừa nghe để chúng ta chỉnh phần âm thanh như thế nào tùy theo cái tai nghe của mình để mình điều chỉnh. Phần phone này thì chúng ta sẽ cắm tai nghe. Phần live play này á sẽ cho chúng ta thu âm. Nếu như anh chị không live stream á thì chúng ta lấy một cái điện thoại nữa, chúng ta hát và chúng ta thu lại rồi chúng ta đăng lên. Ngõ đây là ngõ thu âm. Live play là ngõ thu âm. Live in cho phép chúng ta live stream nha anh chị. Live này là live in này là live để chúng ta live stream cho bên đối phương Bingo hoặc là Facebook cùng nghe, là chúng ta phát trực tiếp. Ngõ phone chúng ta đeo tai nghe. Ngõ headphone này chúng ta có thể đeo tai nghe của cái, trên cái phần tai nghe là nó có luôn cái micro anh chị, chúng ta có thể hát được trên phần tai nghe của micro luôn. Ngõ này chúng ta không cần phải để ý tới. Ngõ layout này cho phép chúng ta kết nối ra âm thanh nha anh chị. Layout này kết nối ra âm thanh. Chúng ta sẽ dùng một cái rắc trong cái hộp có sẵn đây. Đây, chúng ta sẽ cắm vào ngõ layout này. Rắc còn lại chúng ta sẽ cắm vào một cái loa Bluetooth hoặc là dàn âm thanh. Đây đó, rồi là chúng ta sẽ hát cho mọi người cùng nghe luôn. Đây là ngõ layout này là hát mọi người cùng nghe. Còn nếu như chúng ta không muốn mọi người cùng nghe thì chúng ta chỉ việc đeo tai nghe và chúng ta thu âm lại hoặc là livestream là chúng ta hát cho bên đối phương cùng nghe nha anh chị. Còn ngõ layout này cho phép chúng ta hát nhiều người cùng nghe, kết nối âm thanh ra dàn âm thanh lớn hoặc là một cái loa Bluetooth nào đó ở nhà anh chị em chúng ta có thì chúng ta kết nối. Còn ngõ TV show này cho phép chúng ta chơi game hoặc là lấy tiếng từ TV ra chúng ta hát cũng được hay sao đó, cái này là thì Tài chưa tìm hiểu cho nên là ngõ này mình cũng không cần để ý. Còn ngõ USB này cho phép chúng ta vừa sạc pin. Cái phần này là lâu giờ là mình quên hướng dẫn cho anh chị em chúng ta cùng để ý nè. Cái ngõ USB này anh chị, cái ngõ này á là cái ngõ chúng ta sẽ dùng một cái sợi dây rất có sẵn ở trong cái hộp của live sao card, chúng ta cắm vào đây. Rồi phần này, cái phần ngõ USB còn lại nè anh chị, chúng ta có thể cắm vô cái phần máy tính bàn của chúng ta, cắm vô cái cục CPU á, chúng ta hát cũng được. Hoặc là chúng ta ngõ này á, là ngõ để chúng ta cắm sạc cho cái bộ live sao card này. Anh chị em chú ý nha, cái bộ live sao card này cho phép chúng ta sạc pin đầy. Khi nào mất pin đầy thì chúng ta có thể hát liên tục được tới 5 tiếng nha anh chị. Hát liên tục 5 tiếng sau hết pin thì chúng ta sẽ cắm cái sợi dây này và chúng ta lấy một cái củ sạc của iPhone hoặc là củ sạc của Samsung nào đó. Chúng ta sẽ cắm điện trực tiếp rồi chúng ta hát luôn nha. Cái phần này mình quên, mình bán lâu giờ nhưng mà mình quên là cái bộ live sao card này nè anh chị, nó có thể sạc pin được. Sạc pin chúng ta xài được 5 tiếng đồng hồ nha.
Khi chúng ta cắm sạc pin đầy, chúng ta xài được 5 tiếng đồng hồ, hoặc chúng ta không sạc pin đầy thì chúng ta sẽ kết nối điện thẳng điện trực tiếp vô 220 ngõ đây. Rồi đây chúng ta vô một củ sạc nữa là xong. Rồi nãy giờ anh chị em cũng hiểu rồi ha. Đây, anh chị em chú ý nha, những cái volume trên này nè, chúng ta có thể đẩy hết cỡ được, đẩy hết cỡ luôn vẫn được nha anh chị. Nhưng mà chúng ta không nên đẩy hết cỡ vì nó sẽ bị bể tiếng. Cho nên chúng ta sẽ đẩy vừa phải, chúng ta chỉnh làm sao đó chúng ta vừa nghe là được. Anh chị em chú ý nè, reverb là 3 giờ nè, stereo 3 giờ nè. Rồi, còn cái phần thu âm này á, khi anh chị em chúng ta thu thì vẫn là tới số 10 thôi hoặc số 12 thôi chứ không được quá nha. Quá là thu nó sẽ bị rè. Rồi mình sẽ hướng dẫn lại cái phần kết nối nè. Đây là ngõ phone chúng ta đeo tai nghe. Anh chị em chú ý là bộ live sau kẹt khi chúng ta hát chúng ta tự nghe á, thì chúng ta phải dùng một cái tai phone zin nha, của Samsung hoặc là của Apple thì chúng ta hát nó mới hay, mới to, mới rõ được nha. Còn chúng ta dùng những cái tai nghe phay á, thì chúng ta nghe nó sẽ bị rè, thậm chí nghe nó rất là dở nha. Cho nên là anh chị em chú ý phần này, chúng ta phải dùng đúng tai nghe zin thì chúng ta hát nó mới nghe, chúng ta nghe mới hay. Nó giống như ở trên một cái điện thoại vậy đó anh chị em. Chúng ta mua một cái điện thoại mà khi chúng ta tai phone zin của chúng ta hư, chúng ta ra ngoài tiệm á, chúng ta mua một cái tai phone phay á, về chúng ta nghe nghe nhạc nó dở lắm, nó rất là dở luôn. Cho nên là trên cái bộ live sao card này anh chị em chú ý nó cũng vậy nha. Tai nghe zin thì mới cho ra âm thanh hay, tai nghe dở thì cho ra âm thanh dở, phụ thuộc vào tai nghe của anh chị em khi chúng ta sử dụng nha. Nếu như anh chị em nào chúng ta mua cái bộ live sao card này mà chúng ta không biết mua tai nghe zin ở đâu, liên hệ Thiên Tài. Thiên Tài bán đúng một cái tai nghe zin của chính hãng Apple, giá là 400 ngàn nha anh chị em. Về chúng ta hát bảo đảm với các bạn là rất là hay. Live in này cho phép live stream, live live này cho phép chúng ta thu âm, live game này thì chúng ta chơi game nha. Chúng ta muốn kết nối màn hình lớn thì chúng ta cắm ngõ đây, chúng ta chơi game thoải mái. Micro 1 và micro 2 thì hai ngõ này chúng ta cắm ngõ nào cũng được. Ngõ headphone này cho phép chúng ta hát, chúng ta cắm tai nghe vào và hát trên một chiếc tai nghe luôn nha anh chị. Layout này cho phép chúng ta kết nối ra dàn âm thanh lớn hoặc là một cái loa Bluetooth nào đó, tùy thích anh chị em. Ngõ TV show này cho phép chúng ta cũng kết nối âm thanh luôn được nha anh chị. Kết nối vào TV, kết nối vào TV. Còn ngõ USB này cho phép chúng ta cắm điện trực tiếp hoặc là phát nhạc qua ngõ này luôn vẫn được nha anh chị em. Nếu như chúng ta sử dụng những những phần máy tính bàn có cục CPU thì chúng ta dùng ngõ này. Ngõ này vừa sạc pin, vừa cắm điện trực tiếp, vừa là ngõ phát nhạc luôn. Đây là ngõ đa năng. Rồi, khi chúng ta bật nguồn lên như thế này, chúng ta sẽ giữ 3 giây thì nó sẽ hiện lên như thế này. Khi chúng ta mở nguồn lên thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth nha anh chị em. Đây nó đã hiện lên rồi, chúng ta sẽ nhấn thêm một lần nữa. Đó, khi nào nó hiện lên. Đây đó, như vậy là nó đã, chúng ta sẽ vào điện thoại anh chị em, nó sẽ hiện ra một cái Bluetooth thì chúng ta kết nối vào H9 này là chúng ta phát nhạc. Chúng ta có thể phát nhạc Bluetooth hoặc là chúng ta có thể phát nhạc cắm jack luôn nha anh chị. Nhưng Tài thì Tài sử dụng phát nhạc trên hệ thống Bluetooth của thằng này đây. Nó đã nhấp nháy rồi nè anh chị. Rồi chúng ta mở điện thoại vào phần Bluetooth là chúng ta kết nối Bluetooth từ điện thoại vào thằng này thì chúng ta sử dụng thôi. Rồi sau đó chúng ta vào YouTube, chúng ta mở nhạc, chúng ta hát karaoke. Rồi xong. Đó, đây là một clip chúng ta đã hướng dẫn xong rồi. Rồi bây giờ anh chị em chúng ta cùng xem nè. Rồi, sợi dây micro thì chúng ta cắm vào đây. À, anh chị em chú ý nè. Cái phần micro AT100 này trên bộ livestream á, anh chị em chú ý là phần mic nó sẽ nằm ngay chỗ đây. Khi chúng ta hát thì chúng ta sẽ đưa ngang lên trên miệng nha anh chị em. Nó không phải là như một chiếc micro bình thường mà chúng ta hát ở trên này. Chiếc micro này anh chị em chú ý là cái micro nó nằm ngay đây. Khi anh chị em hát chúng ta sẽ đưa lên trên miệng và cái phần chữ này nè chúng ta phải đưa vào trong người chúng ta chứ không phải hát cái phần này đâu nha anh chị. Lo là phần mic nằm ngay đây. Khi chúng ta hát là chúng ta phải cầm đó đưa vô thẳng màn hình như thế này nè. Đó, thì chúng ta hát nha. Chứ còn mà chúng ta hát trên đầu này hoặc là bên hông này hoặc là phía sau này thì nó rất là nhỏ tí xíu nha anh chị và toàn là bass không à chứ không có chép. Khi chúng ta hát đúng phần của nó thì bass chép đầy đủ. Anh chị em chú ý là hát là phần chữ này luôn luôn xoay vào người của chúng ta nha. Rồi anh chị em cùng xem clip cắm jack nè. Micro, ngõ micro đây, ngõ USB,
có thể cắm điện trực tiếp hoặc sạc pin khi báo đầy. Rồi ngõ còn lại chúng ta cắm vô củ sạc. Ngõ livestream chúng ta cắm vô ngõ line in. Rồi sau đó kết nối vô cái điện thoại. Nếu như điện thoại của anh chị em, nếu như điện thoại của anh chị mà chúng ta sử dụng từ iPhone 7 trở lên thì chúng ta muốn livestream thì chúng ta phải mua một cái jack chuyển từ đầu chuyển 3.5 này ra ngõ, ra ngõ này. Đây mình đã chuẩn bị rồi, không biết đâu rồi. Anh chị em chúng ta, anh chị em chúng ta chờ chút xíu nha. Thì nói chung là khi chúng ta livestream thì chúng ta sẽ cắm vào ngõ line in, rồi ngõ còn lại thì chúng ta cắm vào điện thoại nha. Nếu như iPhone 6 đổ lại á, thì chúng ta cắm thẳng trực tiếp ngõ này vào. Anh chị em nào sử dụng iPhone 7 trở lên thì chúng ta cần phải mua thêm một cái jack chuyển thì chúng ta mới livestream được ha. Rồi ngõ phone thì chúng ta sẽ cắm vào ngõ phone, rồi chúng ta sẽ đeo lên tai nghe. Chúng ta sẽ đeo lên phần tai của chúng ta để chúng ta nghe chúng ta hát như thế nào hay dở nha. Rồi đó rất là đơn giản. Rồi mình kết nối Bluetooth, trên đây thì mình chỉ việc mở nhạc thôi. Rồi đây anh chị, rất là dễ sử dụng. Ngõ micro 1 thì chúng ta cắm vào ngõ micro là hát. Khi chúng ta muốn livestream thì chúng ta sẽ cắm line in này là để chúng ta livestream. Còn live và play này thì cho phép chúng ta thu âm lại. Chúng ta vừa livestream chúng ta vừa thu âm luôn, thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái điện thoại nữa để chúng ta thu âm lại những cái bản nhạc chúng ta đang hát và chúng ta đăng lên trên YouTube nha anh chị, hoặc là đăng lên Facebook, Zalo gì đó. Đây là ngõ để thu âm lại, không bị tạp âm nha anh chị. Rồi còn ngõ layout này, anh chị em mình sẽ nói lại một lần nữa này. Ngõ layout này cho phép chúng ta kết nối vào loa Bluetooth âm thanh hoặc là công suất lớn. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái rắc nữa. Đây, một cái rắc 3.5 nữa đây nè anh chị. Đó, chúng ta sẽ cắm vào ngõ layout. Ngõ layout. Còn phần còn lại, còn đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào phần âm thanh. Thì lúc đó, live sau cạc này sẽ phát ra phần âm thanh lớn nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem clip rất là nhiều. Chúc anh chị có buổi sử dụng bộ live sau cạc H9 cộng micro AT100. Có những buổi hát livestream thành công, chỉnh hay nhất có thể nha anh chị. Rồi bye bye anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã xem clip của mình hướng dẫn.